Chúng nó bảo cho mày về để mày lo hậu sự cho chồng cho con mày. Chúng nó còn bảo chúng ta mà không nhân đạo thì chúng ta bắn chết hết chúng mày. Tôi là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình. Tôi quay video này lúc tôi rất minh mẫn và đầu óc tôi tỉnh táo, tôi khỏe. Tôi tường thuật lại bộ công an đàn áp gia đình tôi ngày 9 tháng 1 năm 2020. Hôm đó vào khoảng lúc 3 giờ sáng, chúng nó bảo cho mày về để mày lo hậu sự cho chồng cho con mày. Chúng nó còn bảo chúng ta mà không nhân đạo thì chúng ta bắn chết hết chúng mày. Tôi là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình. Tôi quay video này lúc tôi rất minh mẫn và đầu óc tôi tỉnh táo, tôi khỏe. Tôi tường thuật lại bộ công an đàn áp gia đình tôi ngày 9 tháng 1 năm 2020. Hôm đó vào khoảng lúc 3 giờ sáng là tôi chơi thấy cứ dầm dập ở ngoài đường, thì tôi mở cửa tôi ngó ra thì tôi thấy công an cảnh sát đứng đầy đường. Thì tôi chạy vào thì thấy bắn hơi cay, vì lại bắn súng vào hết nhà tôi. Hôm đấy công an ném hơi cay, ném khói nhà tôi vào rất nhiều, mù mịt nhà. Tôi và ông cay hết, rìa cay mồm, mắt, mũi. Tôi đi lấy nước, tôi vào để cho ông, nhưng mà tôi thì chưa kịp, thì tôi bị sặc. Hơi cay tôi không ngấy được, thì ông thấy ông ở trong cứ sầm sặc, ông kêu là ấy quá. Đi lấy nước khăn cho ông, tôi bảo ông là ông quàng vào cho nó đỡ. Thì là tôi thấy bắn nhiều quá thì tôi lại đi ra, bắt đầu tôi đi ra cửa tôi ngó thì bắn mù mịt vào nhà tôi, thì tôi lại thụt vào trong chỗ ông. Xong rồi bắt đầu tôi lại thấy bắn nhiều quá thì tôi đi ra bắt đầu là thấy công an là bắt đầu phá cửa, trèo tường các thứ vào trong phòng, xong lôi tôi ra. Con cháu nhà tôi nó ngủ ở đây từ ngày ông gãy chân, lúc nào nó cũng ở trông nom bảo vệ để cho công an, như sợ công an bắt cóc. Thế nên là nó cũng thấy bắn nhiều quá, nó chạy lên chạy xuống tum trên nhà ban thờ, nhưng mà hơi cay nhiều quá nó không chịu được, thì bắt đầu nó khép cửa lại, thì bắt đầu là sổ vào nó bắt hết. Hôm đấy nhờ công an vào bắn súng tơi tả vào nhà tôi, thì tôi đẩy chỉ các anh ấy sấn vào đông lắm, bắt đầu bắt tôi kéo ra bịt mồm bịt miệng, xong rồi tôi đưa tôi lên xe, thì các cháu chạy ngủ ở đấy chạy lên chạy xuống. Xong rồi các anh ấy bắt hết con cháu của tôi lôi đi. Khi tôi bị bắt lôi ra ngoài đường là ông tôi vẫn còn sống. Khi tôi trông thấy công an đánh con cháu tôi rất dã man, xong rồi lôi ra ngoài đường, tất cả đều bị lôi lên cái đồn núi Môn. Lên trên đồn thì tôi nhìn thấy các anh lại đánh con cháu tôi tơi tả ra, cứ đá cứ đấm vào mặt vào bụng đánh, coi như là tôi cứ nghĩ là công nhà tôi là chết ngay ở trên đồn, chứ không nghĩ đâu là nó còn sống. Cứ tát tôi đá đi đá lại. Còn thằng trước nhà tôi là tôi không nhìn thấy đâu tất cả. Tôi nhìn thấy ở trên đồn các anh ấy đánh tra tấn người dân ghê lắm, còn lấy bút kẹp ngón tay các thứ, xong rồi bảo không được cái đánh xong lại bắt là ký vào cái giấy là không mượn cung không tra tấn. Đêm hôm đấy là bắt đầu cho bịt mồm hết lại, xong rồi bắt đầu cho lên xe kem chở đi đâu thì tôi cũng không biết nữa. Còn tôi và mấy đứa trẻ con được về lúc 2 giờ sáng. Chúng nó bảo cho mày về để mày lo hậu sự cho chồng cho con mày. Chúng nó còn bảo chúng ta mà không nhân đạo thì chúng ta bắn chết hết chúng mày. Từ lúc nhà tôi bị đánh gãy chân thì các con các cháu nó vừa đến nó ở nó trông nom, mà người ta nói là nhà tôi nuôi bọn nghiện mấy chục người đang ngủ như mọi ngày, thì công an vào là bắt bớ là
mang hết con cháu người thân của chúng tôi đi. Tôi cũng không hiểu là đến để bắt cóc hoặc là thế nào nữa, vì không thấy giấy tờ gì đưa ra cả. Đây là những gì tôi nhớ thì tôi kể ra, sau này nhớ như tôi kể sai thì đó, tôi bị ảnh hưởng nhiều, tôi mất trí nhớ hoặc tôi bị áp lực khiến tôi kể phải kể sai. Mong bà con thông cảm hết cho tôi. Anh, thôi, chú, chú đi. Vâng.